Nhìn mây phiêu lãng, ánh trăng nơi thanh thần sơn, ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. Thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng mê đắm trong lòng, hiên ngang giữa khói bụi mù khi vách rèm vàng đất trời. Ngày biển kinh tương dương lửa bên đường. Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhá. Chúng ta lại tiếp tục review về phiên bản Võ Lâm Ngạo Tuyết Mobile. Thì hôm nay mình có kèo 200 Kim Nguyên Bảo với ác Băng Lê HB. Ác này hiện tại Long Đại Lý Sù đang cầm ác anh em ạ. Đang cầm ác anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ thử solo với ác Băng Lê HB kèo 200 Kim. Xuống ngựa chuẩn bị đánh em ạ. Bút cái bùa này cái. Kèo 200 kim anh em ạ. Thằng nào bút trước thằng ấy win thôi anh em. Khá là căng thẳng anh em ạ. Đéo thể bật sâu vô hình luôn kìa. Đại gia. Đại gia không thể bật sâu vô hình luôn. Không thể bật sâu vô hình, không thể bật sâu vô hình, không thể bật sâu vô hình. Xin 200. Xin chị 200. Xin chị 200. Danh. Có tiền. Mua máu. Có tiền mua máu rồi. Anh em ơi, có tiền mua máu rồi anh em ạ. Có tiền mua máu rồi. Kết thúc áp bạc lề rất rất đéo lạc đéo ấy sao mô hình. Thì dám gạ kèo với ta này. Xin 200. Tiền mua máu. Nữa không? Nữa không? Có 200 em ơi. Đánh trận nữa không? Đánh trận nữa không? Ok. 200 tiếp. Lại 200 tiếp anh em ạ. Ôi đồ mẹ đấy, hôm nay thơm rồi anh em ơi. Thơm 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 thơm. Thơm anh em ạ. Lại có kèo 200 tiếp anh em ơi. Lại có kèo 200 tiếp anh em ơi. Là chúng ta lại làm thêm phát 200 nữa anh em. Làm thêm ván 200 nữa. Anh em ạ. Kiếm kim của Long. Kiếm kim của Long khá dễ luôn anh em ạ. Thêm 10 bình giải độc nữa. Má phải bơm giải độc không chết thằng cẳng anh em ạ. Long gà lắm mà sao mô hình. Vô. Một không nhá. Không. 200 kim anh em ạ. Thêm ván nữa. Thêm ván nữa. Sâu lên. Nó đéo bật sâu vô hình luôn anh em ạ. Nó đéo theo bật sâu vô hình luôn anh em. Vãi không lâng. Vãi cứ. Đủ má mắc đam à. Ôi, kiếm 400 kim. Nị.
Thế thì kiếm 400 kim ngọt nịm. Ok anh em, chúng ta sẽ đến vòng đấu thứ hai anh em ạ. Tí nữa mình đánh xong trận này mình sẽ đi lấy kim nhá anh em. Không phải chém gió anh em đâu. Nói chung là làm ăn nói chung là khá là ok đấy anh em. Bật tí nhạc lên đánh cho nó hưng phấn anh em. Thêm ván này nữa là xin nhẹ ông xin nhẹ ông đại ông Long đại lý xu này. Khoảng 200 nữa. Nó đéo ấy sao vô hình anh em, nó đéo ấy sao vô hình thì lợi thế. Nó đéo ấy sao vô hình anh em ạ. Nó đéo tao sao vô hình. Phải lên là tao bắt đam luôn với game chứ. Thanh niên Long. Thanh niên Long gà ơi. Đơn giải độc lên. Nó rút độc phết đấy anh em, nó rút đam ghê phết đấy anh em. Nó rút đam ghê phết đấy anh em ạ. Ơi có 2 400. Có 400 kim. Giao giao dịch ở đâu? Giao dịch ở đâu? Có 400 kim rồi anh em ơi, có 400 kim rồi. Đồ 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 đồ. Mình đi mình lấy kim nhá anh em. Mình đi mình lấy kim cho anh em xem nhá anh em. 400 rồi. Anh em ơi có 400 kim rồi anh em ạ. Đây 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 anh em. Ác Băng Lê hiện tại là Long Đại Lý Xu đang cầm anh em ạ. Nó khá tự tin với mình là nó ta không thèm tăng sâu vô hình luôn anh em. Nó khá tự tin là nó không tăng sâu vô hình. Đi lấy kim mã, đi lấy kim mã, đi lấy kim mã. Đi lấy kim, đi lấy kim anh em ạ. Đâu rồi, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Chạy đi đâu được anh em. Long ơi giao dịch kim. Kim. Đấy nhá anh em, đánh nó phải có bằng chứng luôn anh em ạ. Để mình giao dịch kim luôn cho anh em xem. Đã thông báo từ trước rồi. Xin nhẹ 400. Ủa đang hết tiền đấy không ạ, đang hết kim. Đang hết kim phải có thằng đại lý su nó gạ solo lên này lại có 400. Xin nhá. Đang hết kim. Xin nhé Long. Đánh nữa thì kêu. Ok anh em. Đó anh em ạ, kiếm tiền rất dễ anh em ạ. Kiếm tiền rất dễ luôn anh em. Làm nhẹ phát 400 kim luôn anh em ạ, 400 kim hai ván. Mà ngũ độc không tăng sâu vô hình tôi cũng chịu bối luôn đi anh em. Chịu bối luôn thật. Mà ngũ độc nó mạnh ở sâu vô hình ông mới tăng mắc đam để ông solo với mình mới chịu chứ anh em. Ok anh em, mình xin phép là kết thúc clip ở đây. Anh em xem hết clip ấn cho mình xin một nút like và đăng ký kênh nhá. Bye anh em.